Đầu năm 1949, trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã khai giảng khóa học đầu tiên và trở thành trường huấn luyện cán bộ thường xuyên của Trung ương Đảng, đánh dấu bước phát triển mới mang tính bước ngoặt trong công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ của Đảng. Tổng Bí thư Trường Chinh lãnh đạo công tác tuyên huấn, đồng thời phụ trách trường Nguyễn Ái Quốc. Đồng chí Lê Văn Lương, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng là giám đốc đầu tiên của trường. Tôi nghĩ rằng là đây hoàn toàn có thể trở thành một cái địa điểm là sợi chỉ đỏ và sẽ tiếp tục để trở thành một cái mái trường, trường Đảng, trường chính trị để tiếp tục giáo dục và huấn thị lý tưởng cho thế hệ trẻ để tiếp bước các con đường cha ông trong cái sự nghiệp mà gọi là xây dựng, bảo vệ và giữ gìn Tổ quốc. Bởi vì tôi nghĩ rằng là ở đây thì khi mà chúng ta đến đây thì cái cảm giác đầu tiên mà tôi nhận thấy đấy là cái sự thiêng liêng và đâu đó là cái dòng chảy cách mạng và cái lý tưởng cách mạng và lan chảy trong người mình, để từ đó mình có thể là tiếp tục hoàn thành và tiếp bước cái sự nghiệp cách mạng của cha ông để lại. Mặc dù gặp nhiều khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, phương tiện dạy và học, giữa rừng đại ngàn chiến khu Việt Bắc, thầy trò trường Đảng Nguyễn Ái Quốc đã khắc phục khó khăn, tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân, của Đảng ủy chính quyền xã Bình Thành và huyện Định Hóa, vừa làm, vừa học, vừa xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, nhà hiệu bộ, lớp học, nhà lán nghỉ cho học viên, bếp ăn, sân tập luyện. Khóa 1 được mở từ tháng 2 và kết thúc vào tháng 4 năm 1949 với 40 học viên, chủ yếu là cán bộ đảng viên cốt cán của các cơ quan trung ương, các tỉnh trong chiến khu Việt Bắc. Dù bộn bề công việc, nhưng người vẫn luôn theo dõi và chỉ đạo lớp học. Khóa 2 mở vào tháng 9 năm 1949 với 175 học viên từ nhiều liên khu kháng chiến. Trước khi chuyển về Hà Nội, trường Đảng Nguyễn Ái Quốc đã đào tạo bồi dưỡng được 5.750 cán bộ cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Vinh dự lớn cho khóa học này, ngay từ buổi đầu tiên, người đã đến thăm trường trong cuốn sổ vàng của trường. Nhằm tôn tạo di tích, đảm bảo trang trọng, tương xứng với tầm vóc lịch sử, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với tỉnh Thái Nguyên khởi công dự án trùng tu tôn tạo di tích trường Đảng Nguyễn Ái Quốc tại xóm Làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hóa với tổng kinh phí 20 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Quy mô dự án rộng trên 9.000 m2. Công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2019, đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đây cũng là địa chỉ đỏ quan trọng để về nguồn và giáo dục truyền thống cho các thế hệ đi sau. Tôi thấy cảm nhận đây là một cái vùng đất rất là giàu truyền thống cách mạng, đặc biệt là gắn bó với rất nhiều các cái tổ chức cơ sở đảng, các cái đơn vị đầu ngành cũng như là các cái cơ quan đầu não của đất nước trong quá trình xây dựng cũng như là lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng là với cái truyền thống lịch sử cũng như là cảnh quan con người nơi đây thì khu ATK Định Hóa cần tiếp tục duy tu, bảo dưỡng, phát triển để trở thành một điểm đến, một địa chỉ đỏ để cho các lớp thanh niên cũng như các thế hệ tiếp theo để có thể tiếp tục nghiên cứu và hiểu sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử cách mạng để có những đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước sau này. Địa điểm di tích nơi ghi dấu sự ra đời của trường Đảng Nguyễn Ái Quốc ở Làng Luông và ngày Bác đến thăm trường đầu tiên trở thành ngày truyền thống của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngày nay. Học viện đã đóng góp to lớn vào đào tạo hàng vạn cán bộ chủ chốt của Đảng ta qua các thời kỳ. Địa điểm di tích lịch sử kháng chiến đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2013.